Sau hàng nhật lục địa xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy lọc không khí Daikin Vầng Trăng. Con này em để số 5. Một trong những cái mẫu mà cuối cùng của Daikin sử dụng công nghệ màng lọc kép, vừa màng HEPA vừa màng lọc tĩnh điện. Cho nên đây luôn là một cái model mà được rất là nhiều các bác khách hàng có nhu cầu tìm kiếm. Con này tổng thể hình thức thì cũng đẹp đều nhá, không sáng lắm nhưng mà cũng đều. Đấy. Hình thức vòng quanh máy rất là đều máy. Cánh cửa bọn này để mở tay các bác nhé. Máy vỏ khá là đều. Con này thì sản xuất năm 2014 con này, 75W nhé. Sử dụng trong phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. MCK70RE2, bọn này rất là lắm tên. Trước khi như clip các bác xem. Con này thì bên em đấu điện 220V rồi. Máy đây là một dòng công suất lớn của Daikin, full chức năng công nghệ timer diệt khuẩn này, công nghệ eco này, hẹn giờ này, khóa trẻ em này, giữ mấy giây là nó khóa, chế độ bù ẩm này, chế độ ion này, các cái tốc độ bù ẩm khác nhau này, chế độ bù ẩm khác nhau, chế độ lọc không khí. Con này thì có cái Daikin hiển thị độ ẩm phần trăm số điện tử, các cái đèn báo bụi mùi. Về phần màng lọc thì con này em thay màng lọc HEPA mới tinh rồi các bác nhé, màng lọc HEPA mới rồi. Bọn Daikin này nó rất cẩn thận này, thêm một lưới thô này, một màng HEPA này. Đấy. Và thêm hai cột lọc tĩnh điện hai bên, chỉ có duy nhất những cái model đồng hồ tròn, đồng hồ vuông và vầng trăng này thì có hai cột lọc tĩnh điện này. Hai cột lọc tĩnh điện này thì trong này hai sợi dây thép được tiếp nối điện bằng hai cái chấu ở đây này. Đấy. Bụi sẽ đi vào màng HEPA này thì phải qua hai cột lọc tĩnh điện hai bên này. Đấy. Các máy khác thì bình thường nó chỉ có cái cột cái màng HEPA này thôi, hoặc là sử dụng màng lọc tĩnh điện, như con này vừa tĩnh điện với HEPA. Hiện đây là một cái ưu điểm cực kỳ vượt trội của cái dòng máy này. Đây là thanh timer khử khuẩn. Bên này là khu vực bình nước của rất là to này mà. Hay nước này, mà tàu ẩm còn rất mới. Một con Daikin Vầng Trăng đã đấu điện 220V màng lọc thay mới. Mọi thứ hoàn hảo, chức năng hoàn hảo. Con này em bán là 4,6 triệu nhé. Con nào lấy thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.